người đến với kênh Cẩm Chiên TV. Hôm nay Tiên lại tiếp tục đi câu cá nha mọi người. Nhưng lần này Tiên sẽ đi câu một loại cá rất là đặc biệt, cũng như là một cái môi trường sinh sống mới của một loại cá nữa, và nó sẽ khác cái nơi mà Tiên đã đến trước đó, cũng như đã quay clip cho mọi người khi mà Tiên đã câu cá rainbow, đúng không? Ok, thì bây giờ mọi người hãy xem đến cuối clip nha, và xem Tiên có câu được cá hay không nha. Đây là con đường mà Tiên chuẩn bị đi câu cá cho mọi người. Đó, vẫn là những cung đường quen thuộc của chúng ta mà Tiên hay xuất hiện trên clip đó. Ok, mọi người hãy theo chân Tiên để đi trải nghiệm cũng như là xem hôm nay Tiên sẽ làm điều gì thú vị trong ngày hôm nay nha. Thấy em mọi người, bây giờ đây là trên đường mà Tiên đi đến khu rừng có thể câu được cá nha. Thì mọi người đón xem là Tiên sẽ câu cá gì nha. Cá này lần này rất là đặc biệt. Ok, let's go. Ta-da. Đó, nhà người dân ở đây, hoa rất là đẹp. Con đường đi vào chỗ Tiên sẽ đi câu cá nha. Bởi vì ở khu này là rừng á, nên xe đậu rất là khá là xa, nên mình phải đi bộ vô một đoạn. Đây những mũi lau sậy này nè mọi người. Hôm nay Tiên lại tiếp tục đi câu đêm nha. Mọi người thấy cái khu vực hồ trong đó không? Cái khu vực đó là khu vực mà Tiên sẽ đến câu nha. Có những mũi lau sậy rồi đó. Ok, đến khu vực này thì Tiên thấy nước rất là đẹp, cũng như là có em vịt đang bơi ngang qua, thì Tiên đã dừng chân tại đây để câu. Nhưng rất tiếc là ở đây lại không có cá. Bây giờ Tiên lại tiếp tục di chuyển tới vùng nước thứ hai để câu cá nha. Đây là mồi dùng để câu con cá hồi nãy nha, dùng cá con câu cá lớn nha. Đó, câu ở khu vực này. Mũi đốt cho đi. Đó, khu vực này. Cái gì anh? Mũi. À. Đó, mọi người thấy không? Mũi mà nó bay giống như là hả đom đóm vậy đó. Trực thăng. Nó bay dìu. Rất là kinh dị nha. Wow. Con đấy mà con đấy mà đúng. Đúng. Đằng kia có một đấy. Con cá rất là quẩy, rất là mạnh luôn. Wow. Đúng như nó giống như là một con, em đang nghĩ là nó giống như con cá mà. Lúc nãy. Nhưng mà đang không có chỗ đứng được quá. Đứng cây. Cần có thiên. Rồi quay hả? Bây giờ quay hả? Đang quay mà. Rồi ok. Ta-da! Một con cá rất là bự. Nhìn nó giống như là con cá sấu vậy đó. Xịn sò chưa? Nhìn răng nó rất là ghê nha. Quay răng luôn anh, quay răng luôn. Con này là nó luôn. Nó dài hả tới 4 gang tay của Tiên luôn á. Đây nè, bây giờ Tiên đo nha. 1 nè, 2, 3, 4, 4 gang tay của Tiên luôn á. Ghê chưa? Nhìn em ấy giống như một em cá sấu rồi mọi người. Rất là ghê và kinh dị. Tiên đã cho lên xe trước rồi nha, sau đó là mới đi với mình không. Tại vì bây giờ rất là mũi luôn á, nên là mình phải tranh thủ thôi cho có lên xe trước. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến clip này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh. Mọi người hãy like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Chiên TV để đón xem được nhiều video hết.
video nha, cũng như là nhận được những thông báo mới khi Tiên đăng video mới nha, cũng như là theo dõi Tiên trong những hành trình và cũng như cuộc trải nghiệm như lúc nãy mọi người đã xem đó. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Tao đi thuyền đứng vô á. Cái này nó kỳ lạ ấy. Đâu có túi đâu. Cá toàn dính đây thôi, nhưng đâu có túi đâu. Trải nó phải có túi chứ. Mấy con đấy được câu được chưa? Con này ok. Đắm ở bữa đẻ thế thì chưa. Thằng kia nó nói là câu được 40 cân rồi. Đang giúp mình ngang lắm, bắt cá. Ôi mình ngồi đây rõ cá là hai con này. Đó phải câu của nó mệt người đây. Đẹp không cá. Con cá rất là. Con cá này gọi là cá mụi. Kéo nó cầm cây ấy. Đó là cần cây. Có cá rồi mọi người ơi. Ui. Ui. Mấy, mấy, mấy. Đây, nó vẫn còn đó sao? Thôi chạy rồi ba, thôi chạy rồi. Kệ đi, đây mình coi. Không sao, đi đó mình chừng một con rồi không sao. Cuộc sống mà có những điều mà mình đâu có lường trước được đâu. Bốt nó mở ra. Nại lên đây rồi đây. Hát là nhiều mọi người ơi. Chị. Quá đây này, sạc vào bốt. Đi bao nha. Cái này thôi. Ba người đứng đây quất quất tao. Con ngâm mới quất được đó.
Chi, Tiên lại tiếp tục nha. Tại cần của Tiên hơi ngắn á. Như vậy ra đây. Ôi giời, nó cắn quá rồi, có đất rồi ông ơi, mà nó cắn hết cổ này sao sống. Tiên đã giữ chân nó được rồi mọi người. Khá là một ca xử lý khá là nhọc nhằn. Ui, đạp muốn lòi mắt nhỏ luôn. Cái này nó hơi bén nên là Tiên cũng hơi quan ngại vấn đề cầm nó nha mọi người. Đọc như là tổ tiên thôi. Ok mọi người, đây là hôm nay cá Tiên đi câu sẽ là cá ô bồ đề nha. Nhưng mà mục đích hôm nay Tiên muốn đi câu là một câu cá da ra. Nhưng mà chúng em này thì mình vẫn lấy luôn nha. Cá này thì rất là ngon, còn mình có thể làm chả cá đó, nó rất là khỏe luôn. Và cái vây của nó rất là bén luôn á. Tiên hồi nãy vừa mới bị đâm á mọi người, chảy máu luôn. Đó mọi người, nó túi rồi nó quẩy kìa. À, em cameraman cho mọi người xem cái túi cá nãy giờ mình câu ấy. Đây, trời luôn nha. Cá rất là to luôn. Bây giờ Tiên đánh đặt. Em nó nhỏ quá nên mình cũng mất cũng không sao nha. Mình lấy con to. Ủa nặng lắm luôn á. Chứ có gì nữa. Trời. Nhỏ xíu. À không nhỏ đâu. Thì cứ tưởng là cao câu được cá da đa mọi người ơi. Bởi vì rất là khá là nặng đó. Tiên câu bằng cái chùng giả này nha, là con sâu giả đó. Ý, sung sướng. Cuộc sống chỉ có vậy thôi mọi người, đi làm kiếm tiền, sau đó là mình đi giải trí thôi. Bây giờ Tiên đang đeo mũ và cũng như đội nón chùm kính mít như vậy á, bởi vì ở đây rất là nhiều mũi luôn mọi người, nó bay vo ve sợ lắm, phải xịt thuốc mũi nữa. Lấy cái lưỡi câu ra khỏi miệng nó nha. Hôm nay gió hơi nhiều nên Tiên phải muốn cho nó đậu lên tay. Thêm quần vào.
Wow, con mắt rất là sâu nè, mọi người thấy nè. Khi mà nó ăn cái mồi là nó đớp. Con này là theo đúng nó là nó sẽ đớp, chứ nó không có mắc vào cái mỏ đâu. Nó thấy mồi là nó sẽ đớp vô. Wow, siêu to mọi người. Wow, shit. Oh my god. Oh, đây cũng to nè. Hai con to liền. Đây là thành quả của hai mắt to. To nhỉ? Xém trời, nó cắn nát thân của con sâu luôn rồi mọi người. Con sâu nó xúc lên xúc xuống luôn á. Xong xe tiên phải tiếp tục. Câu này kiểu không giật đấy. Không giật ăn sấn gì. Nghĩ như sâu hồi nhà mình nuôi nha. Ừ. Bên kia quẩy mạnh lắm. Bên kia có cái gia đa đó mọi người. Để cố gắng nha. Có một cái trở ngại là khi mình giật đó, mình kéo không khéo là nó sẽ bị vướng vô cỏ nha mọi người. Sự cố kỹ thuật. Dính cá rồi mọi người ơi. Hôm nay Tiên có tay sát cá nha. Em bé nhỏ à? Là một em cá nhỏ. Và khi cá nhỏ như thế này thì Tiên sẽ thả nha. Thả để cho nó lớn. Chứ cá nhỏ cá lớn thì mình cũng câu hết thì nó đâu có lớn, không có cá lớn để mình ăn. Làm cá nhỏ cũng có lợi mọi người. Cá baby. Lúc nãy Tiên vừa học một em cá gia đa. Hy vọng là Tiên sẽ câu lại được một em cá gia đa khác nha. Tàu rồi mọi ơi. Bây giờ cảm xúc đang rất là hồi hộp và cũng như là vừa phải lấy tàu vừa phải nhìn xung quanh.
sẽ cố gắng quất xa xa để có thể câu được dây đây. Để bắt được cái khoảnh khắc đó mà chụp cho mọi người xem nha. Mọi người nghe tiếng cúc cua không? Cúc cua đó là con cú hay là con chim cu? Ôi mãi nói mọi người ơi, bị mắc bị mắc dây đánh rau rồi. Phen này là mắc vô đám rong rồi mọi người ơi. Hy vọng là đừng có mất cái con giun đấy, cái con giun ấy mà thấy mình nhạy chứ sao. Mà thấy con giun màu nâu nó nhạy chứ sao. Không được được cá thôi. Khi nào đi mua mới lại giun 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 thâm ấy. Có lẽ là mất co mò rồi mọi người ơi. Chưa kìa, nó bảo cành kìa. Ô mà có cành gì. Đúng rồi. Nó cành ấy. Con giun nó mắc vào cái cành nên mất mồi rồi mọi người. Đó. Sợ đánh đổi không? Rớt ra rồi. Đi vô móc mồi lại nha. Ở đây đi móc mồi cho mọi người thấy nha. Mình giờ làm cái gì vậy? Cái cần của mình nó sẽ có hai phần, phần dài phần ngắn. Thì Tiên đã bị gãy cái phần ngắn rồi. Nên Tiên rút nó ra luôn. Tiên câu bằng cái cùi này thôi ha. Rồi, bây giờ Tiên sẽ câu bằng con trùng này nha. Đây, nó có rất là nhiều màu. Đó. Thôi, con nâu này nha. Cái tay Tiên hơi dơ bởi vì là đi câu cá mọi người, nó không có sạch được. Rồi, Tiên cột nó vào ha. Và Tiên sẽ quấn nè, nhiều vòng. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sau đó Tiên lại lấy cái đuôi này nè. Tiên kéo qua đây. Ở này nó cũng là một trong cái kỹ năng á mọi người. Đi câu cá xong mình xiết là hai đầu này lại. Năm. Mọi người thấy mũi không? Nó bự vậy đó, nó đó, thế là chúng ta đã có một cái mồi chắc chắn rồi ha. Hy vọng cái mồi này sẽ giúp Tiên câu được con gia đa nha. Cực ngắn á mọi người nên phải dựng cao cái cần lên luôn. Mũi nó chích rồi. Mũi nó chui vô giờ rồi mọi người. Con gia đa nó vẫn ở đám nó kia. Đó nó quẩy rồi má ha. Ừ, nó vẫn đuổi các con. Dính cá rồi nha.
lại là một cái em cái nhỏ nữa chứ Tiên sẽ thả thôi. Nó thả nó nha mọi người. Nhỏ mà cũng khỏe gớm nè. Làm tưởng cá bự không à? Dạ, không rõ. Bây giờ chị phóng sinh em nha. Có phúc đất gì nhớ báo hộ chị nha. À, em ấy đã mệt rồi đó. Mất tiêu rồi. Em ấy mệt rồi. Hoặc là trong trạng thái giả sửa. Cắn rồi nha mọi người. Để xem. Cắn chưa? Ủa. 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 Mẹ, to này con cá bự luôn. Ôi giời ơi, con này to quá trời. Con này to nhỉ. Nhìn nữa. Wow, wow. Mãi nhìn mẹ của Tiên nên Tiên đã làm mất con cá của Tiên rồi. Tiên hỗ trợ mẹ lấy nha. Cá cỡ này thì mình lấy nè. Được. Đó. Mọi người thấy không? Nó rất là dài, nó dài hơn gang tay của mình rồi. Thì đối với cá này khi mình cầm ở đây chứ mình cầm ở đây là khi nó phình cái này lên nè mọi người. Gai của nó rất là cứng, như nó đâm vào tay. Lúc nãy Tiên có bị một khúc ở đây và chảy máu à. Đó, rất là cứng luôn. Con cá này chắc tầm khoảng 1 ký mấy. Ui, cá nó rất là khỏe nha. Đúng rồi, nặng nó khỏe. Rồi. Đây. Số cá Tiên đây. Đó, mọi người thấy không? Người phụ nữ từng tảo bắt từng con hào, nay câu cá thành luôn. Nữ chính xác. Đi này thì phải đem rất là nhiều quần áo phòng trường hợp mà đồ mình bị dơ, nhiều khi đồ mình bị nước nữa mọi người, hăng quá xuống nước. Nên có thể trong một clip mọi người sẽ thấy Tiên sẽ có hai bộ đồ nha, nhất là trong những cái clip mình câu cá đó. Ui, mẹ lại được cá rồi. Câu cá chỗ này nó thích. Cá thiên nhiên mà nắm thế. À, một phần Tiên muốn cho mọi người biết là ở đây ấy, bởi vì nó có nhiều lau sậy như vậy, bởi vì nó là một cái khu vực thiên nhiên, hoàn toàn thiên nhiên. Cá này cá cũng thiên nhiên luôn. Như mọi người, những cái clip mà Tiên đi tàu á, mũi nó chích. Những cái clip mà Tiên đi tàu á, Tiên đi dùng tàu để đi đến những cái vùng nước đó đó. Ở phía bên kia là cũng là khu vực hồ thiên nhiên đó mọi người. Ở đây cũng vậy. Wow, hình như Tiên cũng dính cá rồi sao? Dính phải không? Dính rong rồi mọi người ơi. Nè mọi người thấy không? Rong y như là rong biển vậy đó. Bởi vì hồ đây là hồ nước lợ đó mọi người. Đây, cái rong này mọi người. Nó. Đi để tiếp tục nha. Nó sâu quá. Oh my god, mọi người ơi, Tiên to rồi. Oh shit. Oh my god. Siêu bự luôn. Wow. Tiên đo nha. Đó, hơn một gang tay của Tiên nha. Khi mà những cái này á, mình có đồ nghề xịn sò là mình dùng cái này nè. Mình dốc nha. Còn
không thì mình cứ dùng tay bay xích thôi. Ăn thua và cái độ sâu nó bám đó, nó quấn nhiều hơn ướp thôi mọi người. Đó. Em cameraman có thể chụp cho một tấm hình không? Ok. Khi nào mà cái mình nó dở lên là màu vàng thì mới là dây đa. Còn mà hơi xanh xanh nâu nâu ấy là xám xám là con abu đề. Rõ mắt. Con nào mắt cũng tìm được nhìn rõ đâu. Cái gì đi thích quá đi mọi người ơi. Câu là nó cũng vui nha. Dạ. Bây giờ tôi sẽ lấy một chút xíu bánh để ăn nha. Ăn xong bánh snack nha. Tay của Tiên hơi bẩn. Đây snack. Khoai tây. Và đây nước đá lạnh không thể thiếu của Tiên. Muỗng nhiều lắm mọi người. Nó chích. Và đi tiếp tục hành trình. Khi nào Tiên lại câu được cá bự thì Tiên lại quay clip cho mọi người xem nha. Ok, bây giờ cũng là khá là khuya và cũng là đêm rồi mọi người. Để dùng tới đèn pin là mọi người biết là mọi người thấy cái mặt trăng kia không? Để Tiên coi bây giờ là bao nhiêu rồi. Bây giờ là 23 giờ 27 phút rồi nha. Đó. Câu đêm mà 23. Ui, ui. Có cá mọi người ơi. Oh my god. Ui. Wow. Wow. Hốt bụi chót là có thật rồi mọi người. Đây. Đây là một em cá mà. Em cá mà thật ra là Tiên tính tính đi về đó mọi người. Wow. Em này bự lắm. Wow. Hình như là bự nhất nãy giờ rồi đó. Dạ. À. Đây. Đây 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 đây. Dạ. Dạ đúng rồi má. Dạ thiệt. Đó. Bây giờ Tiên lấy. Tiên lấy kèm. Giờ nó móc khá là sâu mọi người. Không phải đây ha. Ủa, nó nuốt luôn. Nó nuốt con cá con của Tiên bên trong luôn nè. Nè thấy không? Nuốt mút Tiên. Bây giờ đà lắm, tôi còn là chỗ này nè. Bởi nước một nước luôn. Bây giờ không biết là sao lắm luôn. Nuốt đà to lắm mọi người. Nó nuốt luôn. À, bây giờ là lúc này là Tiên đang câu bằng con mồi con cá con nha. Không đó, mọi người thấy không? Cái họng nó có cái đuôi con cá nè. Đó. Có cái đuôi con cá phía trong đó. Wow. Đó. Bây giờ nó khó, rất là khó khăn trong cái việc lấy cái lưỡi ra. Lấy được không? Bà lấy cho. Dạ chắc nhà sự hỗ trợ của bà. Quá bự rồi. Ui. Đây nằm ta. Phải dùng tay móc luôn hả? Nó nuốt con cá luôn. May mắn quá hả? Dạ. Bữa hai con đà ra như này rồi. Dạ. Lúc con kéo lên á. Nó kìm từ dao nó một kìm hả?
nuốt khá sâu luôn. Bây giờ nó khó khăn cho công tác mà lấy cái lưỡi ra mình nhìn. Tại vì nếu mà không khéo là phải đâm đôi tay. Kèm để mà kéo. Wow. Đó, móc rất là sâu luôn. Nó giống như con rainbow mà tiên câu đợt trước nha mọi người. Ok. Em cameraman có thể chụp cho Tiên một con này nè ha. Con này lúc buổi tối không? Wow, qua ánh đèn nhìn thấy cái thịt bên trong đó luôn mọi người. Bây giờ Tiên bỏ vô bịch cá nha. Và đây thành quả nha. Đó. Và đây là số lượng cá của Tiên nha. Đó, và bên đây nữa. Đó, cá bự không nha mọi người. Yeah. Cái mồi mà Tiên câu là mồi con cá dạng này nha mọi người. Đó, cá con nó vẫn còn ngắp nữa nên Tiên thả nó xuống nha để nó sống. Nó cũng khá là yếu rồi nhưng mà kệ. Ok mọi người, bây giờ là Tiên mệt rồi, khá là thấm mệt bởi vì là hôm nay là đi câu tới 2 đợt lận. Đợt buổi sáng sau khi đi câu xong và sau khi đó là đi kiếm đồ ăn rồi bắt đầu quay lại đi câu tiếp. Thì từ cái chỗ câu đến cái chỗ rửa xe nó khá là xa nên phải đi bộ mất 500m. Thì mọi người bây giờ thấy là hiện là 23:55 rồi. Bây giờ thì phải về thôi. Cũng như là cái thành quả hôm nay Tiên câu cá như thế nào á là Tiên đã quay cho mọi người xem rồi. Quả là không có uổng công mà một ngày đi câu vậy đó mọi người, là được một em cá thủy quái da đa xíu bự và cũng như là hai giỏ cá oi bồ đề nha. Nếu mà mọi người có gì thì hãy thử đi câu đêm đi, thì cũng như là mình sẽ trải nghiệm được cái cảm giác cũng như là không khí ở xung quanh nơi mà mình câu mọi người. Ở đây là cái khu vực thiên nhiên cũng như là cũng như thiên nhiên hoang dã thì mọi người, nên là đường xá không có đèn đuốc gì đâu. Đẹp thôi mọi người, cái đó xe theo dõi nha. Để đặt tên là ở đâu ha, phiên bản mới ở dòng xe khác nha. Ok bây giờ tôi sẽ lên xe nha. Review rồi, nếu mà chúng ta có thêm cái option đó thì nó sẽ có thêm cái viền ở khung đèn ở đây nè, full nguyên cái quậy luôn. Ok, màn hình rất là mực mà. Ok bây giờ Tiên và em cameraman sẽ quay lại đón ba mẹ nha. Cảm ơn mọi người đã xem tới clip cũng như là đã ủng hộ kênh cũng như là đã cho Tiên được những cái comment và những cái like cũng như là những cái view của mọi người để Tiên có một cái động lực để quay tiếp cho mọi người. Thực ra là Tiên quay cái này là giống như một cuộc sống bình thường của Tiên là nó sẽ trải qua như thế, nên là Tiên cũng muốn mang đến những cái trải nghiệm này chia sẻ cho mọi người biết thêm về cuộc sống mình ở đây. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip. Bye bye, hẹn gặp lại. Hay đua.
mọi người, sau khi tối hôm qua đã câu một cái mẻ cá như thế thì bây giờ Tiên và gia đình đang chuẩn bị khâu làm cá. Và khâu làm cá của Tiên là sẽ lóc phi lê nha. Ví dụ một con cá như thế này thì mình lóc phi lê ở bên đây và bên đây của nó, và cái những cái phần thịt mà còn dư lại á, thì giống như mà mình ăn cá thác lát ở Việt Nam á, mình sẽ dùng dao hoặc là dùng muỗng để nạo ra ha, để mình quết chả. Còn cái phi lê thì mình muốn chiên hay mình muốn tẩm bột hay mình muốn làm cái gì đó, muốn làm chả cũng được, muốn nấu cháo cũng được luôn nha. Đó, bây giờ Tiên ăn lóc phi lê nha mọi người. Cá này á mọi người thấy nè, cái thịt nó thì ít, cái con cá nó bự đúng không, nhưng mà cái thịt, cái da của nó rất là dày, cái da của nó đây rất là dày luôn nè. Đó, mà thịt nó thì không có bao nhiêu hết mọi người, tại vì ở đây á là lạnh mà, nên là nó phải da nó phải có là nó da nó phải dày á, nó mới thích nghi được ở đây. Bây giờ Tiên lóc phi lê, đây là cái tô phi lê đã lóc được rồi nha mọi người, tại da nó khá là dày, nếu mà mình để chiên xù lên á thì nó, Tiên nghĩ là nó sẽ không có ok lắm, da dày và nhiều vảy nữa. Ok, bây giờ Tiên và gia đình sẽ tiếp tục làm hết cái mẻ cá này. Cảm ơn mọi người đã xem clip ngày hôm nay nha. Bye bye.